Như chó Corgi cần chú ý những gì? Thứ nhất là chế độ dinh dưỡng. Đối với chó Corgi 3 tháng tuổi nên cho ăn cháo loãng, thức ăn khô ngâm mềm, uống thêm sữa ấm và nên cho ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Từ 3 tới 6 tháng tuổi có thể ăn được thịt, rau, tôm, cá nhưng phải cắt nhỏ và làm mềm, tránh cho ăn các loại xương vì dễ gây hóc. Với giai đoạn trên 6 tháng tuổi nên cho ăn đa dạng các loại thực phẩm để cung cấp đủ chất. Mỗi tuần cho ăn thêm vài quả trứng vịt lộn hoặc lòng đỏ trứng gà luộc để lông bóng mượt. Điều quan trọng cần chú ý là chó Corgi rất dễ tăng trọng lượng, vì vậy chế độ và khẩu phần ăn của chó phải vừa phải, cần cho ăn đúng giờ và đủ no. Thứ hai là môi trường sống, đảm bảo chỗ ở thông thoáng, sạch sẽ, không ẩm ướt. Chó Corgi rất năng động, hoạt bát, thích chạy nhảy nhưng cũng dễ béo phì. Bạn cần dẫn chúng đi dạo, vui chơi ngoài trời từ 15 tới 30 phút mỗi ngày để rèn luyện thể chất và tinh thần. Thứ ba là chăm sóc lông. Ngoài việc cắt tỉa lông, bạn cũng nên tắm cho cún thường xuyên, đồng thời chải lông cho Corgi mỗi ngày để loại bỏ phần lông chết, tránh để lông ẩm ướt vì dễ mắc các bệnh về da và lông. Thứ tư là đảm bảo sức khỏe, cho các bé Corgi tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, tẩy giun sáng định kỳ. Đặc điểm ngoại hình Corgi có thân dài, chân ngắn nên dễ mắc các vấn đề về xương khớp. Bạn cần chú ý cẩn thận trong việc để cún chạy nhảy, vận động mạnh, bổ sung thêm canxi để hỗ trợ xương chắc khỏe. Tôi biết phút mà là bên.